Nhìn cẩu gỗ rất là đơn giản đúng không các bác? Nhẹ nhàng giống như là chỉ có mấy ký thôi. Đúng là mấy cẩu. Khúc này cực kỳ nặng luôn, khúc này nặng. Này cắt dài 2m50. Cứng không? Cứng thì không được căm xe gì. Không biết đâu. Xe nó có nhiều loại. Máy nhìn thấy anh phát, cho anh vào không nhìn phát. Nhìn thấy cây. Đấy, xếp vào nào. Mở ra lông, con sót đi. À, chụp anh phát. Không chụp anh. Đấy quá. Thank you.
thành công. Thank you.
Anh cho hỏi em là cái gỗ này thấy hay chưa hay là gỗ con chưa? Thank you.
trường ngay đang rất không khủng bố.
Thank you.